Xin chào các bạn đang xem video tại kênh Đen Cop Tips. Chắc hẳn thì ai dùng iPhone thì đều đã cài đặt mã khóa màn hình để tránh người khác có thể tùy tiện sử dụng điện thoại của mình. Tuy nhiên thì với mã khóa này thì khi chúng ta gặp những cái trường hợp khẩn cấp thì người ta không thể mở máy để gọi cho người thân hoặc là bạn bè của mình được. Chính vì thế thì ngày hôm nay thì mình xin hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt cái ID y tế cá nhân sẵn có ở trên iPhone để khi mà các bạn gặp trường hợp khẩn cấp thì người lạ có thể gọi cho được cho người thân của các bạn mà không cần phải có cái mã khóa trên iPhone của các bạn. Xin lưu ý thì ứng dụng này thì là ứng dụng có sẵn trên điện thoại iPhone nên các bạn sẽ không cần phải cài đặt bất cứ thứ gì rắc rối cả. Đầu tiên thì yêu cầu là iPhone của các bạn đang sử dụng thì phải cài hệ điều hành iOS 8 trở lên. Ngắn gọn thì là các bạn mở iPhone lên và thấy có cái ứng dụng sức khỏe ngoài màn hình Home là được. Lưu ý là cái video này thì mình sẽ sử dụng ngôn ngữ trên điện thoại là tiếng Việt, cho nên là để cho các bạn dễ hình dung. Nếu mà các bạn đang sử dụng ngôn ngữ trên điện thoại là tiếng Anh, tiếng Thái hay là thậm chí là tiếng Ả Rập thì cũng có thể làm theo tương tự. Các bạn hãy mở ứng dụng sức khỏe lên và ở đây thì các bạn sẽ chuyển sang ứng dụng sức khỏe là ứng dụng mà có hình trái tim, logo hình trái tim ấy. Các bạn kích vào ứng dụng này và các bạn sẽ mở sang mục nhìn xuống dưới thì có mục ID y tế hình dấu dấu hoa thị đấy. Thì các bạn chuyển sang mục ID y tế. Ở đây thì các bạn kích vào phần tạo ID y tế. Ở trong mục này thì các bạn cần phải enable cái tính năng hiển thị khi bị khóa để khi iPhone bạn khóa thì nó sẽ hiển thị cái chức năng ID y tế này. Ở đây thì các mục đầu tiên là mục tên. Tên thì các bạn hãy cứ nhập cái tên thật của mình vào cho nó chắc. Ảnh, các bạn có thể sửa ảnh bằng cách thêm ảnh ở trên trong camera của mình vào. Các bạn hãy thêm ngày sinh thật của mình vào. Mình sinh ngày 24/6 đi, mình cứ nhập ngày 24/6. Rồi, tiếp đến là mục tình trạng y tế. Thì ở mục này thì các bạn hãy nhập vào là tình trạng y tế của mình, chẳng hạn như là mình bị làm sao thì mình cứ nhập vào trước, chẳng hạn mình ghi là sẽ ghi là mình ghi là đau dạ dày đi để biết là tình trạng y tế hiện tại của mình. Phần ghi chú y tế các bạn hãy liệt kê như ghi chú gì vào đây, và dị ứng và phản ứng thì các bạn hãy ghi vào nếu ai bị dị ứng thì ghi rõ, chẳng hạn như dị ứng phấn hoa hồng, để khi mà chẳng may là đến bệnh viện ý, thì người ta còn biết được là chẳng bạn bị dị ứng với thuốc này hay bị dị ứng với cái gì đấy thì bác sĩ sẽ không không cho bạn sử dụng loại thuốc đấy. Cái phần quan trọng nhất của phần ID y tế này chính là phần thêm liên hệ khẩn cấp. Thì các bạn hãy click vào dấu cộng này để thêm cái số điện thoại liên hệ khẩn cấp. Ở đây mình sẽ chọn là số điện thoại của mẹ mình ấy. Các bạn hãy thêm khoảng 2-3 số cho chắc, vì có thể gọi một số thì không liên lạc được thì sẽ gọi số tiếp theo, số điện thoại của bố đi, thêm cái nữa cho chắc, số điện thoại của vợ đi. Bạn nào mà có bố nhí thì thêm cả số bồ vào cho chắc. Còn có các mục như là thêm nhóm máu để chẳng hạn như những trường hợp bạn cần tiếp máu thì bác sĩ biết luôn là bạn nhóm máu gì, đỡ phải xét nghiệm lại. Nhóm máu B mình sẽ chọn là B. Người hiến tạng, cân nặng, chiều cao không cần thiết thì các bạn có thể điền vào hoặc là không điền cũng được. Sau khi mà đã điền xong các thông tin thì các bạn sẽ click vào xong. Và bây giờ thì các bạn đã có được cái ID để y tế của mình rồi. Và để sử dụng cái ID y tế thì các bạn sẽ khóa màn hình lại. Rồi, mở khóa lên. Ở màn hình khóa thì các bạn chuyển sang, thì tất nhiên là người lạ thì sẽ không thể biết được mật khẩu hay là
ứng dụng để Tor ID để vào máy của mình rồi thì phải chúng ta sẽ ấn vào mục khẩn cấp để kích hoạt. Ở mục khẩn cấp này thì các bạn sẽ thấy cái mục ID y tế ở đây ở bên dưới đấy, thì để sử dụng thì chúng ta kích vào. Thì ở đây thì các bạn sẽ thấy được rằng là sẽ có thông tin về họ tên của mình, ngày sinh, tình trạng y tế, các thứ mà mình đã nhập vào đấy, sẽ có các số điện thoại của những người 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 thân để có thể liên lạc. Đây sẽ mình đã thêm những thông tin này. Đây chẳng hạn mình sẽ gọi cho ấy đi, vợ đi. Thì khi gọi này thì các bạn sẽ không cần phải mở khóa mà vẫn có thể gọi được. Ngoài tính năng để gọi những lúc chúng ta gặp trường hợp khẩn cấp thì cái ID y tế này thì còn có tác dụng là khi các bạn bị mất máy mà những người tốt nhặt được ý, thì họ cũng sẽ dùng dùng cái số ID y tế này để gọi lại cho số người thân của bạn để trả lại iPhone, và hy vọng là khi các bạn mất máy thì sẽ luôn gặp được người tốt để họ có thể gọi để trả lại máy cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy like và subscribe kênh YouTube của mình để xem nhiều video bổ ích hơn. Nếu mà thấy video này hay và có ý nghĩa thì hãy chia sẻ cho bạn bè và người thân của các bạn để có thể biết thêm được một thủ thuật rất là cần thiết khi mà dùng iPhone. Cảm ơn các bạn. Đi tới khu làm thủ tục, Các bạn vào để ý CVS cái các khu vực chi tiết của của người mình cài đặt và và hướng xếp dẫn cài đặt. hàng. Mình Ở phải bước xếp tiếp hàng theo vào thì khu các vực bạn on vào tiếp passport tục cản chờ nhé, để đưa ứng dụng vào hành trình tránh cài đặt. chen Sau đó ngang ứng xô dụng đẩy vào hò hét xác nhận. từng người Thì khi vào đã làm vào thủ tục xác ở nhận thì một. ứng dụng đó